Erling Haaland mùa giải NG, vị trí ST là 92, mức lương 17, chiều cao 1m94, cân nặng 87 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 5 và phải 3, quốc tịch Na Uy. Cầu thủ này sinh năm 2000, có 3 sao kỹ thuật. Cái sơn gốc gồm sút xoáy và tốc độ. Thì ST thì Hà Lan nổi bật ở những chỉ số như khả năng giữ bóng, khả năng tốc độ, tăng tốc, sức mạnh, khả năng dứt điểm, lực sút, đánh đầu, chọn vị trí rất tốt. Ngoài ra bộ chỉ số mạnh là 99 và thể lực là 87. Khả năng nhảy là 93 và sức bình tĩnh là 90. Ở vị trí ST thì các bạn để chiến thuật đơn như sau. Công 3 thủ 1, chặn nách tuyến đánh chặn thông thường chỉ chỗ. Có thể nói qua về Erling Haaland thì đây là một trong những mẫu tiền đạo cực kỳ nguy hiểm với khả năng di chuyển vào điểm mù của các hậu vệ. Vì vậy có những tình huống anh như là từ trên trời rơi xuống hoặc từ dưới đất chui lên để ghi bàn. Đó là một bản năng cực kỳ sát thủ của bất cứ một tiền đạo nào cũng mơ ước. Thậm chí có thể nói Erling Haaland là một trong những thiên tài bóng đá ở vị trí tiền đạo. Khi mà cầu thủ này rất toàn diện với một thể hình cao 1m94, giàu sức mạnh, tốc độ, lại cực kỳ sắc bén trong những tình huống ghi bàn, chọn vị trí. Đây là một trong những mẫu cầu thủ có IQ rất cao trong bóng đá. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, khi mà Erling Haaland có trong mình những thần tượng như Cristiano Ronaldo thì từ chế độ dinh dưỡng, ăn uống đến tập luyện, Erling Haaland là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp từ bé, từ trong trứng nước. Vậy không có gì là khó hiểu khi mà ở độ tuổi rất trẻ, tiền đạo này đã tạo nên một cơn sốt khủng khiếp ở châu Âu và thế giới với những bàn thắng liên tiếp trong màu áo của Borussia Dortmund ở Bundesliga cũng như Cúp C1 châu Âu Champions League. Na Uy là nơi từng sản sinh ra những danh thủ bóng đá rất nổi tiếng. Tuy nhiên, để mà một danh thủ nào ở độ tuổi chỉ 19-20 như Erling Haaland có thể tạo nên những điều thần kỳ ở Champions League thì Na Uy chỉ có mình Haaland. Và thế giới bóng đá đang phải ngã phục trước tiền đạo này. Kỹ năng đỡ bóng bước 1, di chuyển bóng dưới chân, dứt điểm hai chân như một và cực kỳ mạnh trong những tình huống dứt điểm trong vòng cấm. Với kỹ năng chọn vị trí di chuyển thông minh của mình. Khả năng bứt tốc và tăng tốc của Erling Haaland là rất
nhanh. Tuy nhiên ở mùa giải mùa thiện NG này, New Green này thì anh vẫn chỉ là một sao mai tài năng trẻ, cho nên là mùa thiện này cũng còn tương đối hạn chế về khả năng của Erling Haaland, chưa phản ánh được đúng như những gì mà tiền đạo này đã thể hiện ở bên ngoài đời thực. Ta sẽ phải chờ đợi tới những mùa thi đấu sau của Erling Haaland thì mới được trải nghiệm thật sự của anh. Rất khéo léo và nhanh nhẹn cùng với sức mạnh và tốc độ. Có thể nói rất hiếm tiền đạo nào có thể chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng hiệu suất khủng khiếp như Erling Haaland, khi mà hiệu suất ghi bàn của anh lên tới 80%, hơn 80% trong 15 trận đấu liên tiếp và 15 tình huống dứt điểm trúng khung thành thì anh đã có tới 13 bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất thế giới hiện tại. Điều mà những Lionel Messi hay thậm chí là Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappe cũng không thể thực hiện được. Thể nói là Erling Haaland sút phát nào là chết phát đấy. Tuy nhiên ở mùa giải New gần này thì khả năng dứt điểm của anh vẫn chưa thật sự là sắc bén như những gì anh đã thể hiện. Đó là một hạn chế của mùa thẻ. Ngoài kỹ năng di chuyển thông minh, nhanh nhẹn và dứt điểm tốt bằng chân thì Erling Haaland cũng có khả năng không chín rất tốt với chiều cao vượt trội của mình. 1m94. Cùng kỹ năng đánh đầu với lực lắc bóng tương đối mạnh, xoáy. Có thể nói Erling Haaland chính là đặc biệt và là duy nhất trong thế giới bóng đá đến hiện tại. Một mẫu tiền đạo vừa có phong cách chuyên nghiệp của Cristiano Ronaldo, phẩm chất thiên tài của Lionel Messi cộng với cái chất riêng của Zlatan Ibrahimovic.